Xin chào các bạn, mình là Mạnh Thưởng của yêubơilội.com. Chào mừng các bạn với kênh YouTube của Yêu Bơi Lội Club. Trong series hướng dẫn kỹ thuật bơi, mình sẽ giới thiệu những cái bài tập, phương pháp tập cơ bản để giúp các bạn cải thiện kỹ thuật các kiểu bơi một cách dễ dàng nhất. Ngoài 4 kiểu bơi bướm, ngửa, ếch, sải, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật khác, đó chính là đứng nước. Đứng nước là một kỹ năng rất cần thiết giúp các bạn có được cái sự tự tin, thoải mái khi bơi lội ở những cái vùng nước sâu như là đi bơi ngoài trời, bơi sông hồ tự nhiên hay là bơi biển. Mời các bạn cùng theo dõi và thực hành. Trước tiên các bạn cần lưu ý, điều kiện cần để tập kỹ thuật đứng nước là khi bạn đã làm quen và có thể chủ động trong môi trường nước, tức là không bị tâm lý sợ hay nhát nước. Nếu bạn đã biết một kiểu bơi nào đó thì càng tốt, vì kỹ thuật này cũng yêu cầu cảm giác nước, tức là cảm giác về sự phát lực hiệu quả của các động tác tay, chân khi ở trong nước. Sự khác biệt xét về mặt nguyên lý so với khi bơi, đó là thay vì nằm ngang và phát lực về sau để tiến lên phía trước, thì bạn cần giữ cho thân mình theo phương thẳng đứng, phát lực hướng xuống đáy để chống lại trọng lực. Nếu việc phát lực hiệu quả, cơ thể bạn sẽ nổi ổn định, đủ cho mũi ở trên mặt nước để hít thở, đồng thời sẽ rất tiết kiệm sức nên có thể đứng lâu và thoải mái. Ngược lại, nếu luống cuống, phát lực lung tung thì bạn sẽ cực kỳ mệt mỏi mà vẫn không lấy được hơi, nhanh dẫn đến kiệt sức. Nếu ở nơi nước sâu sẽ rất nguy hiểm nếu không có sự hỗ trợ kịp thời. Video này sẽ hướng dẫn cho các bạn những cách đứng nước cơ bản, dễ tập, dễ ứng dụng. Và ở phần cuối, mình sẽ giới thiệu các bài tập bổ trợ rất hay cho bơi lội có liên quan đến kỹ thuật này. Hãy bắt đầu với cách đứng nước đơn giản và thông dụng nhất. Đứng nước kiểu chân ếch. Tuy gọi như vậy nhưng thực tế chúng ta vẫn dùng cả hai tay và hai chân để phát lực. Động tác đạp chân giống như lúc bơi ếch, đạp rộng sang hai bên một chút rồi thu vào trong. Hai tay dang rộng với lòng bàn tay úp đẩy nước xuống đáy. Chú ý giữ bàn tay phẳng, không xòe các ngón để có thể tạo ra lực đẩy lớn nhất. Trong kiểu đứng nước này, động tác ở hai bên trái phải giống hệt nhau và có tính đối xứng theo trục thẳng đứng của cơ thể. Động tác hai chân và hai tay sẽ thực hiện xen kẽ, chân đạp thì tay nghỉ, tay đẩy nước thì chân nghỉ. Do vậy tay chân sẽ có pha nghỉ luân phiên để hồi sức nên rất ít mệt. Vì tính chất đơn giản trong động tác, tính tiết kiệm sức nên kiểu đứng nước chân ếch luôn là lựa chọn thích hợp nhất cho người mới. Có một ưu điểm nữa khi tập kiểu này, đó là bạn có thể bắt đầu tập ở chỗ nước nông. Chỉ cần ra chỗ bể mực nước tầm đến cổ, thò đầu lên là đã có thể tập được rồi. Các bạn cũng có thể tập động tác chân trước với một chiếc phao để bám tay. Khi đã cảm nhận được sự hiệu quả trong cú đạp chân, dần bỏ phao và kết hợp động tác tay vào. Khi bắt đầu thử đứng nước tại chỗ sâu, hãy đảm bảo bạn luôn ở trong tầm quan sát của bạn bè hoặc người có thể hỗ trợ nếu chẳng may xảy ra tình huống xấu. Cách thứ hai, đứng nước kiểu chân sải. Ở kiểu đứng nước này, bạn cần biết cách vẫy chân cắt kéo tương tự như khi bơi sải hoặc bơi ngửa, trong tiếng Anh gọi là flutter kick. Hai chân sẽ lần lượt đưa về sau rồi đá ra trước. Hai tay cũng luân phiên đẩy xuống đáy rồi hướng ra phía sau. Cần lưu ý, lòng bàn tay giữ phẳng với các ngón khép lại, úp hướng xuống để tối ưu lực đẩy. Cổ chân cần mềm dẻo để phần bàn chân vẫy được gần giống như đuôi cá đang bơi. Như vậy thì lực chân phát ra mới có một phần hướng xuống đáy và đẩy người nổi lên. Nhịp điệu động tác chân và tay sẽ diễn ra đồng thời ở một bên. Ví dụ khi chân trái đá về trước cùng lúc với tay trái kéo về phía sau. Tương tự như vậy với chân phải và tay phải. Ở trên phương nằm ngang, lực chân và lực tay sẽ triệt tiêu giữ cho cơ thể được cân bằng. Còn phần lực theo phương thẳng đứng hướng xuống đáy sẽ giúp cơ thể nổi lên. Kiểu đứng nước này đòi hỏi kỹ thuật khó hơn của cú vẫy chân trong bơi sải. Cần cổ chân có độ linh hoạt tốt. Nhịp điệu động tác liên tục chứ không có pha nghỉ dài như kiểu chân ếch nên không tiết kiệm sức bằng. Do vậy có thể coi đây là cách đứng nước nâng cao hơn, khó hơn, phù hợp với người đã có kỹ thuật bơi tương đối vững. Vì dáng người đứng thẳng nên bạn cũng chỉ có thể tập ở chỗ nước sâu, không thể tập ở chỗ nước nông vì chân sẽ bị chạm, bị đá xuống đáy bể. Bạn cũng có thể dùng chiếc phao ôm để tập động tác chân trước tương tự như kiểu chân ếch. Khi cảm nhận được việc vẫy chân đã có hiệu quả, bạn dần buông phao và kết hợp động tác tay. Ngoài hai kiểu đứng nước cơ bản trên, còn một kiểu nữa mà các bạn có thể tham khảo. Đứng kiểu chân bóng nước. Sở dĩ có tên gọi như vậy vì nó thường được sử dụng bởi các vận động viên của môn bóng nước. Chúng ta có thể xem demo với vận động viên Duy Lương, anh cũng từng một thời là vận động viên bóng nước và cũng cực kỳ đam mê bơi đường trường. Kiểu đứng nước này có động tác nhìn khá giống kiểu chân ếch, nhưng chân trái và chân phải thực hiện đạp luân phiên so le nhau. Bàn chân đạp rộng sang hai bên rồi quét thu vào trong vẽ thành hình tròn.
hai tay dang hai bên thực hiện động tác chèo xoa nước để cảm giác căn chỉnh sự cân bằng. Đây là kiểu đứng nước khó hơn, yêu cầu trình độ kỹ thuật cao, cảm giác nước tốt. Ưu điểm của nó là tạo ra tính ổn định, giữ thăng bằng tốt, cơ thể không bị nhấp nhô vì hai chân không đạp cùng lúc, nghỉ cùng lúc như kiểu chân ếch. Kiểm soát tốt sự cân bằng, đó là đặc điểm rất quan trọng cần trong môn bóng nước. Trong thực tế, vận động viên bóng nước luôn phải đứng, không được chạm chân xuống đáy trong suốt cuộc đấu vì họ chơi ở bể rất sâu. Họ cũng thường xuyên không dùng đến hai tay vì tay sẽ dùng cho việc xử lý, tranh chấp bóng. Kỹ thuật đứng nước cực kỳ quan trọng đối với một vận động viên bóng nước, vì vậy họ sẽ rèn luyện đến một trình độ thượng thừa. Một đặc điểm có liên quan ảnh hưởng đến khả năng đứng nước mà bạn nên biết. Độ nổi của mỗi người có thể khác nhau. Như các bạn đã biết, khi ở dưới nước chúng ta luôn chịu tác dụng của lực Archimedes đẩy người nổi lên trên và trọng lực theo chiều ngược lại kéo chúng ta chìm xuống. Vì trọng lực riêng của cơ thể người và nước gần giống nhau nên hai lực này cũng gần như tương đương. Việc nổi lững lờ trên mặt nước là khá dễ dàng. Tuy nhiên, trọng lực riêng của cơ thể lại khác nhau ở mỗi người. Người có khung xương to, nhiều cơ bắp thì trọng lực riêng sẽ lớn hơn người có xương nhỏ, ít cơ, nhiều mỡ. Vì vậy, thông thường nam sẽ có độ nổi kém hơn nữ, người gầy có độ nổi kém hơn người béo. Nếu so sánh, các bạn có thể thấy ở đây bạn Hằng đứng nước với thao tác rất nhẹ, dễ dàng hơn mình khá nhiều. Một phần nằm ở kỹ thuật mềm mại, cảm giác nước tốt, nhưng quan trọng hơn là vì trọng lượng riêng cơ thể nhẹ nên độ nổi cao hơn. Tóm lại, bất kỳ ai làm đúng kỹ thuật đều có thể đứng nước được, nhưng độ dễ hay khó sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ nổi của cơ thể. Hay nói cách khác là được hỗ trợ ít hay nhiều. Người nặng xương, nhiều cơ bắp sẽ được hỗ trợ ít hơn so với người nhỏ xương, mập mạp, nhiều mỡ. Trọng lực riêng của một người cũng không cố định, nó có thể thay đổi tùy theo từng nhịp hô hấp. Khi bạn hít hơi vào, thể tích lồng ngực tăng lên chứa nhiều không khí thì độ nổi sẽ tốt hơn. Khi bạn thở ra, cơ thể mất phần không khí nhẹ làm tăng trọng lượng riêng khiến bạn dễ chìm xuống. Các bạn có thể thấy ở đây, khi mình hít sâu và giữ hơi, cơ thể luôn nổi sát mặt nước. Khi thở ra dần dần, đến một mức nào đó cơ thể sẽ bắt đầu chìm xuống. Có một thắc mắc nữa mà mình thường xuyên nhận được, đó là vì sao đứng nước khó hơn bơi? Xét trên nguyên lý về độ nổi, đứng nước và bơi không khác nhau nhiều. Cơ thể vẫn chịu hai lực tương tự như nhau, đó là trọng lực và lực đẩy Archimedes. Theo mình, có hai lý do khiến bạn cảm thấy đứng nước khó khăn hơn. Thứ nhất, hầu hết chúng ta khi học bơi, tự tập hay học với thầy cô thì cũng đều học một kiểu bơi nào đó. Ví dụ như bơi ếch, bơi sải, rồi bơi bướm, bơi ngửa, chứ ít ai tập đứng nước. Và tất nhiên, cái gì không chú trọng tập thì sẽ thấy nó khó. Có lẽ đây chính là nguyên nhân lớn nhất. Thứ hai, nếu bạn đã biết cả bơi lẫn đứng nước nhưng cảm thấy đứng nước tốn sức hơn khi bơi, mình có thể giải thích là với kiểu bơi thông dụng như bơi ếch và bơi sải, chúng ta có pha nhô đầu lên lấy hơi rất là ngắn. Pha dài hơn nhiều, đó là khi cơ thể gần như chìm toàn bộ dưới nước. Khác với trong lúc đứng nước, chúng ta lại luôn giữ tư thế đầu ở trên cao, ít nhất từ phần mũi trở lên ở bên trên mặt nước, tức là phần đầu gần như luôn ở bên trên. Do vậy, cần tốn lực đẩy lớn hơn để làm nổi, thành ra chúng ta có cảm giác đứng nước còn mệt hơn bơi. Vấn đề này sẽ không đúng đối với những bạn có độ nổi tự nhiên tốt, đặc biệt là các bạn nữ có thân hình hơi mập một chút. Bởi vì đối với họ, đứng nước kiểu gì thì cũng rất dễ dàng. Tiếp theo, mình sẽ giới thiệu với các bạn những bài tập bổ trợ ứng dụng kỹ thuật đứng nước. Đây là những bài luyện kỹ thuật và sức mạnh cho đôi chân và phần thân dưới. Tức là chúng ta sẽ đứng nước nhưng không dùng tay để đôi chân gánh vác toàn bộ nhiệm vụ làm nổi cơ thể. Bài số 1, tương ứng với kiểu đứng nước phổ biến nhất, bài đứng chân ếch. Khác với khi ôm kickboard để tập chân, bạn có thể thay đổi cường độ tùy ý để tăng giảm tốc độ. Ở bài chân đứng nước này, bạn cần duy trì một nhịp độ đạp chân ổn định để đảm bảo độ nổi cần thiết. Và tất nhiên, vì chân gánh vác toàn bộ nên tốc độ đạp chân sẽ nhanh hơn hẳn khi đứng nước bình thường kết hợp cả chân và tay. Nếu muốn tăng độ khó, bạn có thể thực hiện với hai tay giơ lên cao.
hoặc có thể chắp hai bàn tay lại và để sau đầu như thế này. Tóm lại, phần cơ thể nhô lên khỏi mặt nước càng nhiều thì lực đẩy yêu cầu càng phải lớn, tương với tốc độ đạp chân càng phải nhanh hơn. Với các vận động viên thì cấp độ khó hơn nữa là giơ tay lên và cầm tạ. Chỉ cần thêm một vài kg tải trọng bổ sung, bạn sẽ thấy cường độ đạp chân phải tăng lên rất là nhiều. Và tất nhiên, bài tập này dùng để luyện kỹ thuật và thể lực cho cú đạp chân ếch, bổ trợ cho bơi ếch. Thứ hai, bài đứng chân sải. Ở bài tập này, để nổi được các bạn sẽ thấy chân sải vẫy tốn sức hơn chân ếch đáng kể. Những người có cổ chân quá cứng thường sẽ không thực hiện được bài này. Tương tự như bài chân ếch, chúng ta cũng có nhiều cấp độ khó tăng dần. Từ chắp tay trước ngực, tức là không dùng tay nhưng vẫn để tay ở dưới nước, sau đó là giơ tay lên trên, chắp hai bàn tay để sau đầu. Chúng ta có thể thấy khi đưa tay lên, tốc độ vẫy chân cũng phải tăng lên đáng kể. Với các vận động viên thì có thể nâng thêm tạ để bổ sung trọng lực. Các bạn có thể thấy ở đây bạn Hằng thực hiện rất dễ dàng, không vất vả như mình. Vừa do sự mềm dẻo, kỹ thuật tốt, vừa do độ nổi cao hơn. Tóm lại, đứng chân sải là bài khó hơn đứng chân ếch, dùng để luyện kỹ thuật và thể lực của cú vẫy chân cắt kéo, hay còn gọi là flutter kick, dùng trong bơi sải và bơi ngửa. Bài tập cuối cùng cũng là bài có độ khó cao nhất, bài đứng uốn sóng thân. Tất nhiên, nó bổ trợ cho kiểu bơi khó nhất, đòi hỏi thể lực cũng như kỹ thuật phức tạp nhất, đó chính là bơi bướm. Yêu cầu để tập được bài này là bạn phải biết cách uốn sóng thân. Nếu bạn chưa biết, hãy tập uốn sóng trước với bài ôm phao kickboard. Bạn có thể rèn kỹ thuật và cảm giác dần dần, cường độ tùy sức. Còn trong bài uốn sóng đứng, nếu không tạo ra đủ lực thì bạn sẽ không thể trồi lên mặt nước để lấy hơi được. Cảm nhận cú uốn sóng bắt đầu từ ngực, đi xuống hông, gối và kết thúc phát lực ra từ bàn chân. Nếu bạn muốn thử độ khó cao hơn, hãy giơ hai tay lên trên mặt nước hoặc cầm thêm tạ. Tuy nhiên, bản thân mình thì chưa đạt đến level đó. Các vận động viên thì tất nhiên là có tập, mình đã từng xem trên các video tiêu biểu như là Huyền Thoại, Bơi Bướm, Michael Phelps. Đó là ba bài tập cơ bản nhất có liên quan đến đứng nước. Chúng đều là những bài tập bổ trợ chân cho các kiểu bơi nhưng ở cường độ cao hơn, khó hơn so với những bài chân thông thường khi cơ thể nằm ngang. Bạn luôn phải phát lực đủ để cơ thể có thể nổi được. Và độ khó còn nâng cao hơn nữa khi đưa hai tay lên không hoặc mang thêm tải trọng bổ sung. Hiệu quả của các bài chân là rất lớn nếu bạn chấp nhận vượt khó và kiên trì tập luyện. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn tập đứng nước thành công để có thể tự tin và thoải mái bơi lội ở bất kỳ đâu, đồng thời cũng một phần đảm bảo thêm sự an toàn cho bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại.